Bạn có từng nghe thấy câu hỏi không nhỉ? Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi ạ. Hoàn gì nhỉ? Chú là hoàn cảnh ạ. Hoàn cảnh, đúng rồi, hoàn cảnh. Một phần quà này cho bạn. Câu đố tiếp theo. Con gì ăn no, bụng to bát hết, tiếng kêu hùng hình, đất thở vi mơ. Con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Ở đâu đây? Bạn ở đâu? Đây rồi, nhìn thấy bạn ở dưới này, bạn ở dưới đây. Nhìn thấy bạn ở dưới này. Con gì chân ngắn mà lại có màng, mỏ bẹt màu vàng hay kêu cà cà? Con gì nhỉ? Con gì? Con gì? Rồi xem bên này xem vừa rồi chúng ta bên kia bây giờ sang bên này. Bây giờ bạn này sẽ câu đố này đúng không? Bạn trả lời đây. Đó là con vịt ạ. Con vịt đúng rồi, một phần quà dành cho bạn. Bạn câu đố rồi. Câu đố tiếp theo của chúng ta, các bạn hãy lắng nghe này. Câu đố này chú sẽ nói rất là nhanh. Củ gì đó đỏ, con đỏ thích ăn? Có ai không? Có ai ạ? Củ gì đó đỏ, con thỏ thích ăn? Con thỏ ở dưới nha, ở dưới có ai ta nhận lời chưa? Củ gì nhỉ? Có ai ạ? Chờ nghe gió các bạn có thể... Củ gì nhỉ? Chúng còn nhiều câu đố lắm, tiếp theo chúng còn rất nhiều. Nhưng đúng rồi, để phần sau chúng ta tiếp theo còn rất nhiều những chương trình đúng không? Tiếp theo câu đố là gì? Rồi bạn, bạn có cần nghe lại câu đố nhở? Cần cứ đọc lại câu đố nhở? Không cần, bạn chắc chắn chưa nhở? Con gì nhở? Phải có ông nữa à? Đúng rồi. Rồi, xin mời bạn. Ủa, trời ơi, trời ạ. Trong trong lúc này. Trời ơi, chú là diều ạ. Cũng không phải, cũng không phải. Mãi vẫn chưa ai giải đấu câu này. Chú đọc lại câu hỏi nhá. Bạn này, xem bạn này ạ. Bạn này trả lời ạ. Mây ạ. Mây, mây đúng nhỉ, là mây đúng rồi. Em là hoa, cô bé xoa.
sao nhất thầy mới được.